Rồi, xin chào bạn. Thì hiện tại mình đang tham dự một cái sự kiện của Intel. Thì cái sự kiện này đây là cái nơi để mà show tất cả những cái dàn máy PC độ rất là đẹp mắt, cũng như là nó sẽ được trang bị là chiếc xử lý dòng X mới của Intel. Thì bây giờ mình tiến hành đi vào bên trong để cho các bạn xem coi là cái khuôn viên sự kiện nó như thế nào ha. Rồi, thì bây giờ mình đi vào bên trong cho bạn xem ha. Thì trước khi vào cái khuôn viên thì bạn sẽ gặp một số những cái gọi là thương hiệu rất là hấp dẫn về gaming. Đây, đầu tiên là trước mặt các bạn sẽ là gian hàng của một xe đó, rất là nhiều những sản phẩm gaming ghi từ chuột nè, bàn phím nè, thích thì có thể mua với giá rất là hấp dẫn đó. Rồi tiếp theo mình sẽ có một số là một cái dàn PC đây, và ở đây mình sẽ có thêm cái ngọt nữa. Rồi bạn có thể đến đây để mà trải nghiệm được cái dàn máy rất là đẹp như thế này đó. Đây dàn nhìn rất là 3D đó. Rồi xong rồi, thì đó là cái gian hàng của cột xe bạn ha. Thích thì đợi nấy đây để trải nghiệm thử. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong. Đây, đây là cái dàn máy đến từ Game Master. Đây là anh Hoàng, chủ nhân của Game Master. Đây thì bạn hãy đến thăm trải nghiệm, thì mình sẽ được trải nghiệm cái dàn màn hình trong LG rất là đẹp như thế này. Đó, đây là cái bàn phím của Logitech này, cũng như là cái dàn PC. Đây, thấy không, cái dàn của Game Master cực kỳ là hoành tráng. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gặp hai cái bộ của thằng MSI nữa. Và đây là anh minh họa cái đèn flash. Rồi ok, tiếp vào bên trong ha. Đây là công viên bên trong, thì mình sẽ đi vào. Đó. Thì cái buổi live đó là cái công viên này nó rất là rộng, mình thấy không? Cực kỳ rộng rãi. Và đây là cái sự kiện diễn ra cái buổi là Intel Beauty of East Power, tức là show những cái dàn PC độ và một dạng chiếc xử lý mới của Intel dòng X. Thì mình sẽ quay cho mình xíu bạn xem ha. Đó, hiện tại cái gì? Thôi, thì bây giờ mình sẽ đi từ từ cho bạn xem. Đầu tiên là cái dàn máy của Cooler Master. Thì bạn thấy ở đây là nó được trang bị là chạy sleeve, chạy MSI. Nói chung là độ màu rất đẹp. Đây, cái này. Đó. Mình nghĩ là cái dàn này chắc cũng không rẻ đâu. Nếu mà sinh viên nghèo vượt khó thì có thể quan tâm. Rồi đây. Thì đây là dàn Cooler Master, cái dàn máy cực kỳ là hoành tráng. Đó. Cái này. Đây, máy Cooler Master. Thì tiếp theo nữa mình sẽ có một cái dàn máy riêng là UTMA Intel Core 9 X3. Đó, thì nó cũng rất là đẹp, rất là nhiều đường led ở đây nữa. Và đây là cái thông số cơ bản của cái thùng máy này, thấy là nó như là Core 9 nè, 7900X. Ok, thông số cơ bản của cái dàn máy. Đó, nó cực kỳ là hoành tráng. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào xung quanh. Đó, cực kỳ đẹp mắt. Đi sâu một chút thì bạn thấy đây là cái dàn máy có cái tên rất là hấp dẫn, miền cát trắng. Mình nghĩ đây là cái dàn máy của ca sĩ Quang Vinh quá. Đây, miền cát trắng. Đó, đây là thông số của bạn của cái dàn máy như thế này, 7820X. Rồi, được làm trong suốt và được độ đèn LCD rất kỳ hoành tráng luôn. Đó, là do nó được trang bị là chiếc cạc màu trắng nè, cho nên là có thể là tên gọi của nó như vậy. Ok, bước vào chút xíu, thùng máy này thì nó to hơn. Đó. Ok, đây là phiên bản ASUS ROG Fanboy Edition. Đó, đây có hình của nó. Tiếp theo là đây là dàn của Kauga, nó tương tự như là cái dàn của Game Master mình đã quay cho các bạn xem đó. Đấy, cực kỳ hoành tráng, với một chút là hai con thắng nhiệt có đèn LCD luôn. Thì cái dàn này có tên là TD3 chạy Core i5. Ok, và đây là cái thùng máy mà mình cảm thấy là cực kỳ ấn tượng và rất là hút mắt, ai vô cũng khen hết. Đây là cái dàn Inwin, thì nó sẽ tạo được một cái hiệu ứng là đa chiều khi mình nhìn ở những góc khác nhau, bạn thấy không, đó nó sẽ nghiêng như thế này. À, hay cực kỳ là đẹp mắt luôn. Cái này mà ai mà buồn buồn mà nhức đầu nhìn vào là bảo đảm là bao phê, nó sẽ chuyển đèn cũng như là nó sẽ được hiệu ứng cực kỳ đẹp mắt đó. Và cái dàn này thì mình nghĩ là chắc cũng không rẻ đâu. Đây Inwin cực kỳ đẹp mắt luôn. Đây là thông số của nó, đây là thông số của nó. Và cuối cùng là thêm một cái dàn Inwin nữa là TD1, thì nó sẽ đơn giản hơn, màu trắng. Ok, rồi tiếp theo là đây một số những cái dàn PC độ mà nó sẽ có kích thước nhỏ hơn. Đây đầu tiên là cái dàn TD X7. Đây mình chơi số của mình cho bạn xem. Đó. Rồi đây là cái dàn mà có màu hồng, đây hồng nam tính. Đấy, rất đẹp. Rồi qua chút xíu nữa thì bạn thấy là đây là hai cái dàn mà nói chung là gọi là match color, là màu đó, quá trời màu luôn, màu mè qua lá hẹ.
nhìn nó cực kỳ hoành tráng. Đấy, lưng là gấu. Thì cái dàn này nó tên là TTD X5, đây là cái thông số của nó, cái spec như thế này. Đây rồi, và đây là dàn cuối cùng. Nước này mình nghĩ là chắc nước bị ấp quá. Đấy rồi, chung là rất là ngầu. Đây, nguyên một dàn luôn, ta hồ các bạn xem. Đây, còn đây là thiếm tâm đến từ em Mosai đó. Rồi xong, và đây là hai cái dàn BC đổi tiếp của Clomaster đó, bạn thấy không? Rồi đây chạy ba cạc luôn, quá dữ, của Aurus. Ở dưới là có siêu xe nữa, hãy có siêu xe nè, rồi có quạt tản nhiệt nữa, cũng có đèn luôn, rất là ngầu. Rồi cái bên nó thì cũng cực kỳ ngầu không kém như thế này. Đây chạy cài của Asus.